bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, được rèn luyện qua khó khăn, thành công trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giàu lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng là những phẩm chất quý giá của các nữ doanh nhân trên quê hương đất tổ. Họ đã góp phần tích cực vào việc duy trì sự ổn định và khôi phục, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đồng thời là những người tạo ra nguồn cảm hứng, mang lại năng lượng tích cực cho nữ giới trong giai đoạn hiện nay. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động đẩy mạnh các hoạt động của hội nhằm thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ nhất đã đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ. Hội Nữ Doanh Nhân Phú Thọ là nơi tập hợp, hỗ trợ, phát huy vai trò nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. 5 năm qua, chị em trong hội ngày càng chủ động, tự tin, năng động trong nền kinh tế thị trường, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Với trí tuệ, nội lực của mình, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đang góp phần xây dựng hình mẫu nữ doanh nhân thời đại mới, có tri thức, bản lĩnh, sẵn sàng thích ứng với xu thế hội nhập để phát triển doanh nghiệp bền vững, khẳng định vai trò của nữ trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế trên quê hương đất tổ. Trong 5 năm, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực hội đã luôn đoàn kết, thống nhất, hoạt động theo quy chế đã đề ra và nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các chị thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của hội. Để thuận lợi trong việc quản lý, tổ chức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hội, hiện nay hội đã thành lập 7 chi hội tại các huyện, thị, thành phố. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Hội đã chủ động, thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của hội viên, đầu tư trong công tác chỉ đạo. Hàng năm, Ban chấp hành hội đã chuẩn bị chu đáo các chương trình gặp mặt, các hoạt động nhân kỷ niệm ngày 8 tháng 3, 13 tháng 10, 20 tháng 10 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổ chức hội thi cắm hoa, thi chỉnh diện áo dài, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các chi hội nữ doanh nhân, các huyện, thị. Từng bước đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, hội viên thông qua các hoạt động giúp chị em tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của mình, đồng thời giúp chị em tăng cường gắn bó đoàn kết, cùng nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Điển hình trong hoạt động cùng nhau là chi hội nữ doanh nhân thành phố Việt Trì thành lập câu lạc bộ khiêu vũ với 30 chị em tham gia, tổ chức lớp học thanh nhạc và luyện kỹ năng trình diễn áo dài để tôn vinh tà áo dài Việt Nam nhân các sự kiện lớn của hội và hoạt động của thành phố. Chi hội nữ doanh nhân Thanh Thủy với câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ hát xoan được phát triển mạnh. Các hoạt động phong trào được tổ chức đảm bảo cả diện rộng và chiều sâu, từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên. Với lực lượng nữ doanh nhân chiếm 21,6% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoạt động của các doanh nghiệp do nữ làm chủ đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh. Phong trào phụ nữ khởi nghiệp, kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế, tăng cường tính liên kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, động viên hội viên cùng nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, cũng như nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực quản lý và phát triển. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành hội đã tổ chức nhiều chương trình, tạo cơ hội để hội viên cùng trao đổi kinh nghiệm, năng lực quản lý kinh doanh. Thông qua các hình thức tổ chức hội chợ thương mại, hội nghị tổng kết cung cầu, hội đã phát động phong trào người nhà hội ưu tiên dùng sản phẩm, dịch vụ nhà hội để tạo cơ hội cho hội viên được giới thiệu và có cơ hội quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền qua hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp để các sản phẩm của chị em trong hội đến với chị em phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Các chị em vào đây là được học hỏi và kinh nghiệm và cũng được giao lưu và chia sẻ những cái sản phẩm của mình bán lẫn cho nhau. Và cái thứ hai nữa là cũng nắm được tất cả cái kỷ cương của hội đề ra. Cho nên từ cái đó thì nó một kỷ luật cũng rất là nghiêm trong vấn đề vào hội. Hàng tuần này, hàng tháng này, hàng quý này là đều có những cái cuộc họp giao lưu dẫn nhau.
để tức là phát huy anh nào yếu kém hoặc là anh nào mạnh thì ta cũng cũng giúp đỡ lẫn nhau. Dù việc lớn hay nhỏ, các nữ doanh nhân đều làm với một tình yêu lớn. Hoạt động nhân đạo từ thiện đã trở thành một nét đẹp truyền thống của hội với phương châm lá lành đùm lá rách. Từng hội viên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Kết quả trong nhiệm kỳ, hội đã vận động quyên góp hàng tỷ đồng để ủng hộ tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Cụ thể, trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền vận động hội viên ủng hộ hàng tỷ đồng để tham gia có hiệu quả chương trình Tết cho người nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi nhân các dịp Tết đến xuân về, góp phần tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời, hội đã tổ chức thăm các thương bệnh binh tại K5, thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó, các doanh nghiệp đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng mỗi năm để cùng đảng bộ, chính quyền các huyện chăm lo Tết cho người nghèo. Tấm lòng nhân ái để thấu hiểu và sẻ chia, giúp đời, thường xuyên ủng hộ, đóng góp cho các quỹ nhân đạo từ thiện đang khẳng định các nữ doanh nhân trở thành những người phụ nữ có tâm, có tầm. Cộng đồng nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có khoảng trên 2.000 người. Ngoài vai trò là lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho người lao động, các nữ doanh nhân được đánh giá ngày càng chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực, liên kết với các nhà khoa học để cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng đầu tư, khẳng định được vị thế của sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần nâng cao uy tín sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh. Không chỉ khát vọng đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào sự phát triển kinh tế xã hội, nhiều doanh nhân nữ đã đạt được những thành tựu lớn, được vinh danh nhiều giải thưởng cho cá nhân và sản phẩm của đơn vị. Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống Vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam. Hơn 40 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, cũng là từng ấy năm chị luôn đau đáu tìm tòi cái mới, đón đầu các thành tựu khoa học công nghệ, góp phần vào việc chuyển nền nông nghiệp sản lượng cao sang nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, tiếp cận và bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, tạo dựng thương hiệu cho một doanh nghiệp khoa học công nghệ, nông nghiệp uy tín, không những cho tỉnh Phú Thọ mà còn trong phạm vi cả nước. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tâm đã hai lần vinh dự thay mặt đơn vị lên bục nhận giải thưởng bông lúa vàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hai lần nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ công nhận gạo GO2 và dưa lưới Nhật là sản phẩm OCOP 4 sao, ấp ủ những sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp đem lại giá trị dinh dưỡng cao. Mới đây, chị tiếp tục đầu tư mô hình nuôi trồng tảo xoắn được chuyển giao bởi Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong cái chiến lược dài hạn của chúng tôi thì ngoài những cái sản phẩm về giống cây trồng chủ lực và sau cái cây lương thực thì chúng tôi nghĩ đến cái lợi thế của Việt Nam cũng như đặc biệt là đối với tỉnh Phú Thọ thì còn cái khoảng trống về cái ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Và từ đó thì công ty chúng tôi xác định cái hướng chiến lược lâu dài là sẽ đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao như là sản xuất dưa lưới bằng cái quy trình tiên tiến của Nhật Bản. Và đặc biệt gần đây thì chúng tôi đang tiến hành làm về cái quy trình, hoàn thiện cái quy trình nuôi giống, rồi sản xuất và chế biến cái giống tảo của Nhật cũng như là một số các cái loài tảo của Mỹ. Doanh nhân Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Khánh Mai, huyện Lâm Thao, đã xây dựng được thương hiệu riêng vững vàng trên thị trường đầy biến động, trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh về cung ứng xăng dầu và khí ga hóa lỏng với doanh thu hàng năm đạt vài chục tỷ đồng. Lan tỏa giá trị của người phụ nữ hiện đại thời kỳ đổi mới, các nữ doanh nhân trong tỉnh bằng sự năng động, sáng tạo của mình đã có những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp. Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn người lao động, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách các địa phương, góp phần quan trọng vào việc huy động và phát huy nội lực để phát triển kinh tế. Trong suốt cái quá trình hình thành và xây dựng đấy, tôi luôn tâm niệm một điều là khách hàng, là bạn, đối tác, là người thân và tất cả những cán bộ công nhân viên của công ty mình là gia đình và nền tảng là xây dựng và giữ gìn chữ tín trong kinh doanh. Điều đó đã cho tôi sức mạnh
của sự đoàn kết nội bộ, cho tôi sự tin yêu của người tiêu dùng và cho tôi chỗ đứng trong thị trường. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, nên sản phẩm vẫn đứng vững được trên thị trường. Nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu ra thị trường các nước châu lục với đơn hàng lớn. Công ty chúng tôi thì sản xuất nhiều các loại chè. Chè đen thì tôi xuất khẩu sang các nước. Ví dụ như xuất khẩu sang được những thị trường khó tính như là Đài Loan, như Thổ Nhĩ Kỳ. Và chúng tôi xuất khẩu rất là nhiều sang thị trường Indo, Malai, Ấn Độ và Trung Quốc. Với công ty chúng tôi thì cái uy tín đứng hàng đầu, cho nên là cũng được một số thị trường thế giới rất ưa chuộng. Trong lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp, với sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp trong việc tìm ra các giải pháp hữu hiệu như chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tranh thủ đà phục hồi của thị trường, cơ bản các công ty doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, quy mô doanh số thị trường bán buôn, bán lẻ hàng năm đều tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu vận tải, bốc xếp, hoạt động du lịch, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn duy trì ổn định. Lĩnh vực tổ chức sự kiện, đây là ngành có xu hướng và không thể thiếu cho những hoạt động quảng bá, tiếp thị hay các chiến lược marketing hiện nay, giúp cho sức hút của thương hiệu, dịch vụ hay sản phẩm và thông qua đó làm gia tăng doanh thu trong kinh doanh. Các doanh nghiệp, sự kiện trong xã hội đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, đây là lĩnh vực thu hút nhiều doanh nghiệp nữ trong tỉnh tham gia. Hiện nay nắm bắt được xu hướng và tiềm năng của ngành đang trên đà tăng trưởng mạnh với sự đa dạng các sản phẩm và chủng loại phù hợp với mọi nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng. Các spa, salon, đại lý kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đang ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng phục vụ. Nổi bật trong lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh là công ty cổ phần Tân Phong do chị Đinh Thị Thức làm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc. Chị cũng chính là chủ tịch hội nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ. Những năm qua, công ty cổ phần Tân Phong chuyên sản xuất và chế biến các mặt hàng nông sản, xuất khẩu chè, cà phê, quế, hồi và các loại gia vị cho thị trường các nước khu vực châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông. Bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, hơn 30 năm qua, nữ doanh nhân Đinh Thị Thức đã đưa công ty cổ phần Tân Phong trở thành công ty xuất khẩu hàng đầu của tỉnh Phú Thọ. Mỗi năm xuất khẩu hàng triệu sản phẩm đi khắp 16 quốc gia trên thế giới. Hiện tại, khu công nghiệp Tân Phong do chị làm chủ đang liên doanh hợp tác với 15 doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Các doanh nghiệp đều đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động. Mỗi năm, quỹ từ thiện do công ty cổ phần Tân Phong xây dựng đạt trên 500 triệu đồng dành cho các chương trình hoạt động từ thiện. Điều mà nữ doanh nhân làm được không chỉ là lợi nhuận mà đó đã là xây dựng cho mình uy tín và sự tin tưởng của các đối tác trên thị trường quốc tế. Kiện mình mới thứ nhất là phải phát triển, thứ nhất là hội viên. Tiếp tục nữa, không những bây giờ 400 mà phát triển, tiếp tục hội viên. Và cái thứ hai nữa là mình phải năng động, kể cả bản thân tôi cũng phải có cái gì khuyết khuyết của năm cũ, chúng ta phải phát huy của năm mới. Cái thứ ba là cái an sinh xã hội sẽ phải tăng lên. Cái thứ bốn nữa là học tập tất cả những chuyên môn hoặc là những cái bài của nhà nước quy định, những cái luật là chúng ta cũng phải nắm rõ. Chính những cái đó thì đang phát triển doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Phú Thọ đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Nhiều doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ đã tham gia vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó thì có các doanh nghiệp đã có kết quả sản xuất kinh doanh khá, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, tăng thu nhập cho gia đình và tạo công việc làm cho người lao động. Các doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ cũng đã thực hiện tốt cái trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng. Cũng trong nhiệm kỳ qua thì Hội Nữ Doanh Nhân của tỉnh đã thực hiện tốt hơn cái vai trò, nó là cái ngôi nhà chung, là cầu nối để thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp, là cầu nối với chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới thì Ủy ban dân tỉnh cùng các sở ban ngành, các huyện thị
sẽ tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ nói riêng, tháo gỡ những khó khăn để hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ. Đội ngũ nữ doanh nhân đất tổ luôn mang trong mình khát vọng, niềm tin, tri thức và bản lĩnh để đương đầu với sóng gió và thích ứng với thương trường. Sức mạnh nội lực và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam là nền tảng để các nữ doanh nhân Phú Thọ năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập và xây dựng quê hương. Từ năm 2018 đến nay, 5 năm liền, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh được Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cá nhân đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ khen thưởng, Hội Chữ thập đỏ khen thưởng. Hàng năm, hội đều được Phòng Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, đặc biệt là trong các dịp 13 tháng 10 hàng năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu xuất sắc. Trong nhiệm kỳ mới, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nữ doanh nhân trong toàn tỉnh với phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên khó khăn, tiếp tục phát huy vai trò tiềm năng của phụ nữ nói chung, nữ doanh nhân nói riêng trong thời kỳ đổi mới, xây dựng tổ chức hội và phong trào hội nữ doanh nhân tỉnh phát triển lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ.